Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Fabay thông qua ứng dụng Foodee. Mình tên là Chí Công Bình. Ở bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần chúng ta sẽ làm cái chi tiết quán ăn ha. Thì trước khi vào chi tiết quán ăn, chúng ta sẽ xem chi tiết quán ăn nó sẽ gồm bao nhiêu phần được hiển thị đây. Thì ở đây mình vẽ ra, đây là các phần chi tiết quán ăn được hiển thị trong cái Foodee chúng ta. Đầu tiên là hình ảnh và tiêu đề. Thì cái này nó giống như là cái phần của Foodee vậy. Mình sẽ dựa trên cái giao diện của nó nhưng mà mình sẽ biến tấu lại thành của mình. Để cho thích hợp với cái việc database của mình. Còn nếu như các bạn muốn làm theo của Foodee thì cũng được thôi, chẳng qua các bạn làm các bạn trình bày sẽ giống Foodee là được ha. Thực ra database của chúng ta vẫn đáp ứng được giống y chang như Foodee luôn, nhưng mà mình muốn làm theo cái của mình, bởi vì Foodee á, các bạn thấy là các bạn lít vào nó nhảy tùm lum hết, nhiều lúc mình chả biết nó nhảy đâu hết ha. Cho nên mình sẽ gom gọn tất cả những cái đó vào trong cái chi tiết quán ăn này, được chưa? Vậy mình sẽ phân tích ra làm 2, 4, 6 và 7 phần. Có nghĩa là phần đầu tiên sẽ bao gồm hình ảnh và tiêu đề. Phần thứ hai bao gồm là các video liên quan. Phần thứ ba sẽ bao gồm là như vậy, hình ảnh liên quan tới quán ăn. Phần thứ tư tiện ích và địa điểm. Phần thứ năm thực đơn. Phần thứ sáu bình luận. Được chưa? Rồi. Thì có nhiều bạn đặt câu hỏi như thế này. Thực ra câu hỏi này của các bạn cũng khá là hay. Các bạn nói là bây giờ á, giả dụ như là anh Bình có một cái layout nó syndrome. Đây, mình hiển thị giống như cái layout này, giống như là cái layout này chi tiết quán ăn này chẳng hạn, đúng không? Các bạn thấy cái này rất là nhiều phần thì chắc chắn khi chúng ta trình bày layout thì layout chúng ta sẽ, các bạn, nó sẽ bị tràn và các phần tràn ở dưới chúng ta không thể nào kéo thả được. Đúng không? Các bạn nhớ cái điều đó không? Các bạn thường hỏi mình cái câu hỏi đó là các phần dưới các bạn không thể nào các bạn kéo thả được, bởi vì sao? Bởi vì nó kẹt cái syndrome rồi mà các bạn bắt buộc phải có style. Thì các bạn mới đặt câu hỏi với mình lần như thế này là có cách nào để mình có thể kéo thả được layout cho các phần ở dưới hay không? Các bạn hỏi câu hỏi đó, có cách nào hay không? Thì mình trả lời các bạn, có một cách là chúng ta sẽ xài include layout. Thì mình sẽ dẫn các bạn cách đó trong cái bài này luôn. Được chưa? Vậy đầu tiên các bạn xem nó bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 phần. Vậy 7 phần này mình sẽ tách làm 7 phần layout. Được chưa các bạn? 7 phần layout. Và nó sẽ nằm trong một cái layout chính, có nghĩa là mình sẽ có 7 cái file layout cho cái layout chi tiết quán ăn đó. Các bạn thấy nó bất tiện một cái là mình phát sinh ra nhiều file layout thôi, là 7 file layout cho file layout chi tiết quán ăn. Được chưa? Đó, rồi sau đó là 7 cái layout đó mình sẽ dồn trong một cái layout chính. Đó là mục đích của mình. Còn không thì mình cho 6 layout thôi. Có nghĩa là một cái layout đầu sẽ bao gồm là thằng chi tiết hình ảnh và tiêu đề. Là cái nó chứa một cái next review á và cái hình ảnh và tiêu đề. Rồi sau đó là cái thứ hai á thì mình mới cho mấy cái phần còn lại. Đó, thì mình muốn làm như vậy cũng được. Vậy mình cho 6 cái layout thôi. Vậy mình sẽ tạo ra một cái layout đầu tiên. Vậy mình đặt tên là layout main chi tiết. Được chưa? Đây là layout main của chi tiết ha. Rồi. Chi tiết quán ăn. Ok. Thì như mình nói trong cái layout main chi tiết này, mình sẽ là chứa một cái module duy nhất thôi. Tuy là một file layout duy nhất là và cái phần layout thôi, là chỉ có giao diện của thằng này thôi. Rồi qua bài sau rồi mình sẽ làm cái giao diện này rồi mình chèn vô như thế nào và mình sẽ lấy code như thế nào. Thì đó là bài sau mình sẽ dẫn các bạn. Thì bài này chúng ta chỉ làm cái phần hình ảnh về tiêu đề. Thì cái phần hình ảnh và tiêu đề nó chỉ có là hình ảnh thôi, tên quán ăn, rồi sau đó là giờ mở cửa, giờ đóng cửa, chúng ta sẽ xử lý phần đó, được chưa? Rồi, vậy đầu tiên các bạn vào bên đây, các bạn sửa cái thằng linear layout lại cho mình thành constraint layout, xin lỗi các bạn, thành coordinator layout. Bởi vì chúng ta có next drone view và sau này chúng ta cũng có xài cái thằng gì các bạn nhỉ? Chúng ta có next drone view nè, sau này chúng ta có recycler view cho cái phần bình luận á, cho nên các bạn nên xài coordinator layout để sau này các bạn tránh đụng cái phần syndrome, được chưa? Rồi các bạn bỏ cho mình cái orientation đi, bỏ phần này đi. Rồi thì trước mắt đầu tiên các bạn thấy nè, đây mình sẽ mở cái giao diện cái layout mẫu đó lên đi để cho các bạn dễ hình dung. Đây các bạn thấy là phần chi tiết nè, nó bao gồm là một cái thanh trên đây, đúng không, và tấm hình phía dưới. Vậy cái thanh đó nó tương ứng, nó giống như là cái toolbar vậy, nó giống như toolbar vậy. Các bạn thấy là gì, cái thằng này theo giao diện mới hiện tại á, bây giờ nó đã bỏ đi cái phần toolbar này rồi, nó đã bỏ đi phần toolbar rồi mà nó chỉ còn cái phần tiêu đề thôi, nó chỉ còn cái phần ở đây là tiêu đề á, đây là ví dụ như đây là tên quán ăn, nó nằm ở trên đây nè các bạn, nó còn phần đó ha. Và bên đây là sau đó là cái menu đó, đây nó có cái tên quán ăn, sau đó nó có cái menu, thì cái đó là có phần của toolbar ha. Thì các bạn thấy là chắc chắn là chúng ta phải có một phần toolbar rồi, thì chúng ta chỉ cần khai báo cái toolbar vô. Thực ra
mình có các bạn nói là như vậy, nhiều màn hình thì có thể sử dụng một tuần 3 được hay không? Được, các bạn chỉ cần tạo ra một file layout đó chỉ chứa tuần 3 riêng duy nhất mà thôi. À, thì các bạn sau đó các bạn chỉ cần là thằng nào xài các bạn include cái layout đó vô. Được, thì các bạn muốn biết đó, các bạn lên mạng dễ lắm, các bạn lên mạng các bạn search cho mình cái gọi là include layout. À, include layout rồi. Thì trong cái Linux Android này các bạn thấy là một cái cú pháp gọi là include. À, đây nè. Review đúng không các bạn? Đây, reviewable layout là cứ như là sử dụng lại layout. Nó mô tả chúng ta là ví dụ như nó có cái file layout là title bar như thế này. Bây giờ nó muốn sử dụng lại cái layout này thì nó sẽ làm như thế nào? Đó, thì cái này, nó sẽ khai báo cái include. Vậy mình sẽ làm ha, mình sẽ làm tương tự cho các toolbar cho bạn xem. Vậy bây giờ mình sẽ tạo ra một cái layout. À, layout này mình sẽ đặt tên là toolbar layout hay là layout toolbar. Thì trong cái layout này mình chỉ xử lý duy nhất là cái toolbar mà thôi. À, mình chỉ xử lý duy nhất cái toolbar. Rồi, ở đây mình sẽ khai báo cái toolbar lên. Đó, Mac Baron. Ở đây sẽ là cái mỏi HTTR Action Bar Size. Đây, Action Bar Size. Được chưa? Như vậy các bạn thấy mình có toolbar chưa? Có rồi, đúng không các bạn? Vậy bây giờ set màu, thì set màu mình lấy lại của thằng trang đăng nhà trang chủ đúng không? Thằng trang chủ nó có cái phần tool bar thì phải. Ở đâu đăng nhập đây. Mình sẽ copy cái thằng tool bar trang chủ ha để mình có gọi lại mấy thằng này. Đây. Được chưa? Đó các bạn thấy mình đã có phần tool bar chưa? Có rồi, đúng không? Vậy mình sẽ đặt ID cho nó android.id. Mình đặt ID cho nó là toolbar luôn. Đó, đặt ID là toolbar luôn. À, bởi vì các bạn thấy là trùng ID không sao, nhưng mà cái miễn là nó biết được là layout nào là được. À, chứ trùng ID là không sao, không thành vấn đề. Cứ nghĩa là ví dụ như cái layout trang chủ nó cũng có ID là toolbar, rồi layout toolbar nó vẫn có ID là toolbar, nó không có bị xung đột. À, các bạn lưu ý cái việc đó. Rồi, vậy mình có toolbar đúng không? Rồi mình nó có gì nữa các bạn nhỉ? Toolbar, rồi đây là tiêu đề, đúng không? Tiêu đề của toolbar. À, title. Thì các bạn có thể cho nó là một cái text cũng được. À, toolbar, bởi vì các bạn thấy là cái hay của toolbar là cho phép các bạn custom các bạn. À, các bạn cho nó một cái text view. Thì text view này sẽ là wrap content. À, mình sẽ cho là layout gravity nó nằm center. Layout gravity bằng center. Thêm chữ Android vô ha. Đó các bạn thấy ra giữa rồi đúng không? À. Rồi, vậy bây giờ mình định động test cho nó Android 2.stack. Vì đây là test mẫu ha, test mẫu cho nên mình sẽ gõ sau này chúng ta gắn dữ liệu vô á thì cái động test là rỗng, được chưa? Thì test mẫu ví dụ như mình gõ tên quán ăn là Googie House chẳng hạn. À, rồi sau đó mình định cái động test cho nó. À, xin lỗi bạn, cái gì nhỉ? Màu test đúng không? Stack color mình định cho nó là màu trắng ha. À, còn color xịt color white có nhỉ, color white là cyan đúng không? Đó rồi mình set phông chữ nó lên Android 2 chấm text size đúng không các bạn? À, set phông chữ cho nó bự lên tí. Text size mình sẽ để nó khoảng chừng là 20 SB. À, 20 SB, 20 nhìn nó hơi lớn đúng không? Vậy để 15 thôi. Rồi Android 2 chấm mình định set size cho nó, mình sẽ định là phone. À, cho nên đậm một tí. Được chưa? Đó, vậy là mình đã có được cái động tác cho các bạn. Có rồi. Thì sau này các bạn thấy cái nút back về, chúng ta làm nút back cũng được ha. À, rồi bên đây là cái phần, đây là của menu. Thì sau này chúng ta sẽ add cái menu cho nó vẫn được. Thì đây là cái tiêu đề. Được chưa các bạn? À, đây là tiêu đề. Rồi. Như vậy là chúng ta có toolbar chưa? Vậy bây giờ mình đem cái toolbar này vào trong cái thằng chi tiết quán ăn thì mình đem vào như thế nào? À, các bạn không? Mình đem vào trong chi tiết quán ăn như thế nào? Thì các bạn đem vào rất dễ ha. À, đây mình thử bỏ cái này xem các bạn xem nó có báo lỗi hay không nha. Nó báo lỗi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì thiếu cái nameplate đúng không? Cho nên các bạn để như vậy cũng được. Rồi, sau đó bây giờ các bạn muốn thằng này có toolbar đúng không? Các bạn chỉ cần gọi cú pháp include. Đây, các bạn xem cú pháp include. Đúng không bạn? Include cái layout và sau đó là gì? Cái layout mà các bạn muốn add vô, muốn hiển thị trên đây. Thì giả dụ như mình gọi include cái layout của mình. Layout 2 chấm. À, các bạn thấy nè, lúc này mình gọi A cộng layout, nó bắt mình liền các bạn. Phải khai báo một cái XML có tên là REST auto.
đúng không? À, bởi vì XML đó là dạng giống như là cái tool vậy đó. Đây, các bạn xem nè. À, mặc dù các bạn thấy này nó gọi được, ôi tại sao chúng ta lại gọi không được? Đúng không các bạn? Tại sao chúng ta lại gọi không được? Đây, mình rõ ràng mình gọi layout, đúng không? Các bạn thấy là nó có nhắc lệnh layout nè, đúng chưa? Nhưng mà tại sao nãy nó báo nhỉ? À, rồi chúng ta sẽ là a cộng layout cái gì đây các bạn? Toolbar, đúng không? Đây, layout toolbar là chúng ta đang cần thải cái layout này vô. Thì lúc này nó sẽ import cái layout toolbar vô. À, nếu như các bạn gọi chữ cái layout không á, mà các bạn không để cho nó nhắc lệnh á, cứ như là các bạn không nhúc nhích vô á, thì nó sẽ báo các bạn là gì? Nó báo là à, nếu như các bạn khai báo cái chữ layout này thì các bạn phải định cho nó một cái REST auto, nghĩa là các bạn phải tự tạo ra một cái XML tool đó, à là REST auto á, rồi các bạn đặt chữ layout đó. Nhưng mà lúc đó các bạn đặt đó, thì các bạn sẽ không xài được layout này. Bởi vì cái thằng layout này đã được hỗ trợ trong cái template là REST Android rồi. À, đó các bạn thấy không? Khi mình include cái layout này vô thì nó sẽ, các bạn thấy là nó ra cái tool bar chúng ta không? Nó ra ha. À, có nghĩa là khi các bạn include như vậy thì nó sẽ, các bạn, nó sẽ add nguyên một cái đống này. À, nó sẽ để add nguyên cái đống XML này vào trong đây. À, thay vì như các bạn thấy là nó khá là nhiều thì chúng ta làm cái include như vậy đó, được chưa? Đó các bạn, các bạn thấy là nó khá là đơn giản đúng không nào? À, rồi vậy các bạn đã biết xài cho các thằng layout sao rồi đúng không nào? Bây giờ ví dụ như là sau này các bạn làm thêm phần video chẳng hạn, thì các bạn tạo ra cái layout video, sau đó các bạn include vô. À, rồi chúng ta tiếp tục ha. Vậy các bạn thấy là nó sẽ có một cái phần gì đây? À, một cái linear layout đúng không bạn? Một cái layout dạng là gì? Dạng horizontal, để chứa các bạn, để chứa ví dụ như là mình có thích quán ăn này hay không, mình có check in quán ăn này hay không, mình đánh giá quán ăn này, bình luận á, nghĩa là bình luận quán ăn này, mình có lưu quán ăn này lại hay không, đúng không? Thì đó chính là cái mà chúng ta mong muốn, đúng không bạn ha? Đó là cái mà chúng ta mong muốn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ha, chúng ta sẽ thiết kế cái đó. Vậy như mình nói lúc nãy là linear layout là hiển nhiên rồi ha, như mình phân tích là linear layout. Nhưng trước khi phân tích là linear layout thì các bạn cần phải xem, các bạn cần phải kiểm tra lại cái gì. Các bạn thấy nè, thằng này theo cấu trúc của nó là từ trên xuống dưới ha, theo cấu trúc nó là từ trên xuống dưới. Nhưng nếu như các bạn để một cái linear layout mà dạng horizontal á, thì các bạn thấy là các bạn chỉ được một phần này thôi. Nhưng sau khi tấm hình á, thì tấm hình chúng ta lại nằm ngang qua kế bên, đúng không? Vậy theo tương tự đi với bạn, thằng này xong tới gì, tấm hình xong tới gì, thông tin quán ăn và địa chỉ, rồi mới tới là lượt bình luận, rồi giờ mở cửa giờ đóng cửa gì đó, đúng không? Nhưng mà giao diện là giao diện cũ ha, giao diện mới nó đã đổi rồi, thì mà mình sẽ kế lại cái giao diện mới cho các bạn ha. À, rồi vậy nhưng mà chắc chắn là cái phần này phải còn rồi ha. Vậy trước tiên chúng ta phải có một cái linear layout gian tập, một cái linear layout tổng, à, wrap content. Và cái thằng linear layout tổng này nó phải, các bạn, cái hướng hiển thị nó phải là gì? Đúng rồi, hướng hiển thị của nó, orientation, phải là dạng horizontal cái đã. Orientation, xin lỗi bạn, vertical cái đã. À, vertical. Rồi sau đó trong cái layout tổng này chúng ta mới có phần kia. À, quên, chiều rộng các bạn nên để map parent ha, không nên để wrap content. Và sau đó bạn thấy khi bạn có một cái layout tổng thì sao các bạn? Cái layout này gì? Nó nằm đè lên đâu? Nằm đè lên cái menu. Bởi vì sao? Đúng rồi, thì bởi vì cái menu, bởi vì chúng ta đang xài coordinator layout mà. Coordinator layout bản chất nó là các bạn. Bản chất nó là một cái frame layout, đúng không? Vậy chúng ta phải canh margin top này xuống. À, margin top của nó sẽ bằng, các bạn, sẽ bằng kích thước của thằng gì? Đúng rồi, chấm hỏi ATTR. Set action bar size. Bởi vì sao? Bởi vì chiều cao của thằng này chính là gì? Là action bar size. Cho nên mình canh sao các bạn? Đúng rồi, mình canh margin top bằng gì? Bằng với action bar size thôi là được rồi. Đó, được chưa? Vậy bạn thấy lúc này nằm như đây. À, rồi. Sau đó chúng ta tiếp tục. Nhưng trước tiên là gì? Sau này có phát sinh thành role, đúng không? Bởi vậy cái thằng coordinator layout này nó phải, các bạn, nó phải có role. À, nó phải có role. Vậy role nó sẽ là net role view, đúng không? Role nó sẽ là net role view. Và chúng ta không role được cái menu. Các bạn lưu nha, các bạn không role được cái menu. Và các bạn, khi cứ nghĩa là thằng này vẫn giữ nguyên, cứ là các bạn chỉ run tấm hình chạy lên và cái lượt thích chữ check in này nó vẫn còn, đúng không? Vậy các bạn thấy là lượt thích check in vẫn còn. Vậy thì sao bạn? Vậy làm sao khi các bạn run, ví dụ như khi các bạn run thì lượt thích check in nó vẫn còn ta? Đúng rồi, các bạn phải sử dụng frame layout. À, một là các bạn sử dụng frame layout, hai là các bạn sử dụng linear layout dạng lò vertical cũng được ha, các bạn xài cách nào cũng được. Thì đây mình sử dụng frame layout cũng được, hoặc các bạn nào muốn nhanh hơn thì các bạn sử dụng linear layout tiếp. Được chưa? Mà linear layout dạng vertical đó các bạn có chưa có rồi ha, các bạn khai báo đây rồi nên các bạn không cần này luôn. Vậy các bạn đơn giản, các bạn chỉ cần gì đây? À, khai báo một cái linear layout cho cái thằng gì? Horizontal thôi. À,
chiều cao là wrap content là hiển nhiên, đúng không? Rồi, ở đây chúng ta sẽ là định cái hướng đề cho nó, orientation là horizontal. À, vậy ở đây chúng ta sẽ có các bạn, các gì đây? Chúng ta có các gì các bạn? À, có các tấm hình. À, hay đúng hơn, đây sẽ là các button của chúng ta. Vậy đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 và 5 button. Đúng không các bạn? Chúng ta sẽ có 5 button. Button 1. Wrap, wrap. Đúng không? Thì sau này chúng ta định cái lao cho nó lại. À, rồi. Các bạn định, bởi vì cái chiều rộng nó phải chiếm kích thước bằng nhau, cho nên mình sẽ định cái lao quét cho nó. Sẽ là 1. À, rồi. Hình ảnh thì mình chưa có ha. Thì tạm thời sẽ là như vậy. Rồi, 4 cái button. 1. À, 5 chứ hả? 2, 3, 4. 5 button. Đúng không? Vậy 5 button này sẽ tương ứng gì đây các bạn? Thích, check in, đánh giá, lưu lại và chia sẻ. Vậy bây giờ những cái hình này các bạn lấy ở đâu? Đúng không bạn? Ha, hình này lấy ở đâu? Thì cái hình lượt thích á, thì hầu như là các bạn khi các bạn cài, xin lỗi các bạn, khi mà các bạn thêm cái Facebook vô á, thì nó sẽ có cái đó ha. Vậy các bạn sẽ định Android, Drawable, Stop. Vì nó nằm ở trên, cho nên Drawable sẽ nằm ở trên top ha. Rồi chúng ta A cộng Color, xin lỗi các bạn, A cộng Drawable. Đúng không các bạn? Còn nếu như các bạn kéo thả, các bạn thấy là nick A cộng Drawable, các bạn sẽ không thấy được tấm hình trước, thì các bạn có thể qua bên mục Design ha. Rồi các bạn click vào cái button đầu tiên, button đầu tiên chúng ta nè, đúng không? Các bạn qua tới cái phần là Drawable. Vậy là các bạn qua nhiều property đi ha. Các bạn cứ tìm tới chữ D, Drawable Top. Drawable đâu? Drawable left, right. Đây, Drawable top, các bạn click vô. Đúng không? Thì lúc này các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ chữ like xem nó có không? Không có đúng không? Vậy các bạn sẽ chữ Facebook. Vậy nó chỉ có Facebook rồi, vì là mặt đỉnh không có thằng like chúng ta ha. Không có hình ngón tay. Vậy bây giờ icon này chúng ta lấy đâu đây? Đi kiếm thôi, đúng không bạn? Lấy đâu ngoài việc đi kiếm? Vậy là bắt buộc chúng ta phải đi kiếm cái icon này. À, thì các bạn có thể là kiếm trên mạng, được chưa? Và sau đó các bạn thảy vào trong folder Drawable. Thì về hình ảnh mình cũng đã có chuẩn bị cho các bạn sẵn rồi ha. Đây, à, các bạn chỉ cần vào trong cái folder icon đó, mình sẽ bỏ trong đó cho các bạn. Được chưa? Rồi các bạn copy vô. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái hình ha, Drawable top nè. Lấy lại cái hình. Đây mình sẽ là icon line. À, icon line, ok. Được chưa? À, có icon line các bạn, có rồi, đúng không? Rồi, cái này chữ tag nó là sự chữ gì các bạn? Chữ line, đúng không? Chữ tag là chữ line. Vậy chữ tag này chúng ta có thay đổi các bạn? Không có thay đổi đúng không? À, vậy chúng ta cần phải khai báo nó trong change.html. Toolbar chúng ta không xài, bỏ đi. Ở đâu còn controller vẫn còn lủng tới ha. Chi tiết quan còn lủng tới, quan mô đồ lủng tới. Rồi. Ok, vậy bây giờ chúng ta gom nhỏ lại lại ha. Rồi các bạn mở cái value ra, mở change.html ra. Rồi các bạn khai báo change name bằng line. À, chỉ có chữ like duy nhất mà thôi. Lại. Rồi, các bạn khai báo hết chữ luôn đi ha. Chuyên name bằng comment, đúng không bạn? À, chúng ta sẽ là gì? Bình luận á. À, bình luận. Rồi, bình luận. Được chưa nào? Rồi, tới các bạn, chuyên máy ảnh đúng không các bạn? Chuyên name bằng máy ảnh. À, nếu đúng hơn là cái đó là gì nhỉ? Chụp hình thì phải, nhưng mà nó ghi trong đó là máy ảnh nè, vậy chúng ta để là máy ảnh đi. Rồi, máy ảnh. Rồi tới cái gì nữa các bạn nhỉ? Vị trí đúng không? Chuyên để xem lại coi. Cái gì đây? Thích nè. À, check in. Đánh giá chứ không phải là bình luận ha. Đánh giá, lưu lại và chia sẻ. Vậy đây sẽ là like sẽ là gì nhỉ? Like là thích đúng không? À, vậy đây sẽ là chữ thích. À, thích. Thích. Được chưa? Rồi. Sau đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Thích rồi tới check in. Đây, thằng này sẽ là chữ check in đi ha. Name check in. Rồi, đây sẽ là chữ check in. Đánh giá đúng không? Đánh giá nãy là chúng ta là bình luận á, đổi lại đánh giá. À, đánh giá có rồi kìa. À, khỏe quá. Khỏi cái báo nữa ha. Có đánh giá rồi. Lưu lại đúng không? Vậy là chúng ta thấy đánh giá này thành chữ lưu lại. Đổi nó. Lưu lại.
lưu lưu lại. Rồi cái gì nữa không nhỉ? Chia sẻ đúng không? À còn chữ chia sẻ. Chuyện ném bạn chia chia sẻ. Rồi, đây các bạn đến vô chữ chia sẻ. Được chưa? Rồi, các bạn sao lại. Vậy bây giờ các bạn gõ chữ vô. À, đây là cái tag, kiếm cái tag xem đây. Tag. Lấy vô đây. À, đây chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đây là máy ảnh đúng không? Máy ảnh. À, đây sẽ là máy ảnh. Ở file máy ảnh đúng không nhỉ? Hình như bây giờ để mình xem để cái giao diện mới nhất nó xem. Tại vì cái giao diện kia nó là cũ rồi ha. À, không phải là máy ảnh mà là chữ tải ảnh các bạn. Tải ảnh rồi check in. À, chúng ta không có cái thích. Chúng ta sẽ có lại tải ảnh check in các bạn. Rồi, chúng ta sửa lại một tí. À, chúng ta không có thích ha. Nó sẽ là tải ảnh. Đây sẽ là chữ tải ảnh. Đổi lại, đổi lại. Tải ảnh. Rồi, ở dưới đây sẽ là chữ lưu lại, nó vẫn có ha, check in vẫn có, bình luận vẫn có, chia sẻ có. Vậy cái phần máy ảnh này các bạn bỏ đi đúng không? Tải ảnh nè, lưu lại nè, check in nè, chia sẻ nè, à, bình luận. À, nó không phải là chữ đánh giá nữa các bạn, mà bây giờ nó là chữ bình luận, cho nên cái máy ảnh này mình sẽ thế lại là chữ bình luận lúc nãy chúng ta mới bỏ đó ha. Rồi, đây sẽ là bình luận. Được chưa? Rồi, được đó. Bây giờ chúng ta tắt nó đi. Quay trở lại cái layout. Vậy là cái máy ảnh không có nữa ha. Vậy đây đầu tiên nó sẽ là cái tải ảnh lên các bạn. Đây, tải ảnh. Ok. À, nó không phải là icon like ha, mà nó là cái icon máy ảnh, cho nên chúng ta sẽ đổi lại cái raw bò top một tí. Vậy ở đây sẽ là camera. Các bạn gọi chữ icon camera. Camera. Đây. IC camera, ok. Được chưa? Các bạn thấy không? Các bạn có camera chưa? Có rồi, đúng không? Rồi, thì bên đây các bạn tương tự như vậy. À, vậy tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Check in. À, nó sẽ là check in. Vậy các bạn raw bò top. Raw bò top. Rồi, đây sẽ là IC check in của mình sẽ là location đó các bạn. À, nó sẽ là location. Thì đây sẽ là check in ha. Rồi, stack chúng ta tag đâu, tag đây. À, sẽ là check in. Đây, check in đây. Ok. Được chưa? Rồi, tiếp theo là bình luận và sau đó là chia sẻ ha. Vậy là bình luận. Thằng này sẽ là tag của nó sẽ là bình luận. Đây. Ok. Được chưa? Rồi, chúng ta qua đây thấy cái row vào top cho nó. Ở đây sẽ là AC comment đó. Rồi, bên đây sẽ là chia sẻ ha. Chia sẻ hình như không biết mình có, mình chưa có icon thì phải. Hình như chia sẻ chúng ta chưa có ha. À, đây, share đây. Rồi, copy vào trong raw bò lại. Ok. Ok. Rồi, chúng ta lấy cái icon share xem. AC share. Đây. À, có icon chia sẻ đây, ok. Rồi, chúng ta quay lại cái tag ha. Tag đâu, tag đây. Lít vô. Chia đây, chia sẻ đây, ok. Được chưa? Rồi, đây chúng ta không muốn cho nước hoa viết hoa đúng không bạn? À, không muốn cho viết hoa. Vậy đây các bạn sẽ là android chấm stack align tag on cap đúng không? Tag on cap là font. Rồi, để quyết định tag nó đi ha. À, sau đó là các bạn tag color, bởi vì nó giống nhau á. À, cái color nó sẽ là màu trắng, a cộng color cyan màu trắng ha. Background nó sẽ là cái phần màu đen. Background a cộng color xịt. Đây, background sẽ màu đen. Nhưng mà đen nó lại là đen trong suốt các bạn. À, đen nó là đen trong suốt. Vậy các bạn nhớ cái màu trong suốt các bạn không? À, các bạn qua phần color lại nè. À, chúng ta có cái màu trong suốt nào không nhỉ? Đây, temperature background đăng nhập đấy các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng là cái màu trong suốt này. À, chúng ta gán cho nó. Vậy lúc này chúng ta quay trở lại cloud chi tiết. Vậy đây sẽ là thầy lắc thì bạn để cái layout trong suốt cho mình. Được chưa? À, đó là layout trong suốt. Rồi, tương tự như vậy, copy này cho mang dưới. Layout trong suốt như vậy nó hơi mờ. Đúng không các bạn? Thôi chúng ta xài color ray đi. Color ray. Color ray, ray đâu?
color array của chúng ta là background trang chủ ha, background trang chủ. Nó hơi tối đó các bạn. Rồi thì chúng ta cho nó background màu đen luôn đi ha, color black luôn đi. Rồi. Color black luôn. Rồi các bạn cam bed in cho nó một tí ha. Bed in ra 5 dB. Được chưa? À, rồi các bạn canh hết cho mấy anh kia luôn. Đây copy mấy này cho mấy button kia. 1 2 Đây, được chưa các bạn? Thì các bạn thấy là mỗi button đó thì nó sẽ có giống như là có khoảng cách nào không có đúng không? Nó chỉ canh điện như vậy thôi ha. À, rồi à chúng ta thiếu cái tag on cap cho mấy anh kia nhỉ. Đây. Lít vô này. À. Tag on cap cho nó. Này cũng vậy. Rồi, này cũng vậy. Được chưa? Đó, như vậy các bạn đã xong phần đó rồi. Vậy khi mà các bạn thoát ra khỏi cái lao này thì có phải là bây giờ là chúng ta tới cái phần mà gì? Lao dưới không? Là cái phần hình ảnh đâu nè. À, vậy đây chính là gì? Nó chính là cái line lao dạng dạng vertical, chính là cái lao tổng của chúng ta. À, vậy bây giờ đơn giản chúng ta đây là gì? À, cái hình. Image view. À, chiều rộng chắc chắn là map parent rồi. Thì chiều cao mình sẽ cho nó là 150 dB. À, thì bạn nào hào phóng hơn các bạn có thể cho là 200 dB. Đó tùy các bạn, nhưng mình cho chừng là 160 như bên kia thôi. À, 160 là nó đã nhìn nó hơi đẹp đẹp rồi. Thì bạn muốn thấy nó cho nó vuông vuông tí nữa thì bạn cho 180. À, thì mình cho 150 thôi. Rồi. Được chưa? À, nhưng mà các bạn thấy nó hơi vuông một tí đúng không? Vậy cái này chắc chắn là 180 rồi các bạn, nó hơi bự á. À. Rồi. À, có hình chưa các bạn? Có hình rồi, đúng không? Vậy các bạn cho nó cái hình đại diện nhỏ nhỏ đi ha. À, set cho nó cái hình đại diện nhỏ nhỏ. Đây image view chúng ta đây. À, các bạn set tấm hình cho nó. Được chưa? Rồi các bạn định tiếp cho nó là carry y. À. Scale type. Đây, scale type là fit it y. À, để giảm điều x y á, để cho bạn nhìn thấy được cái giao diện cái đã. Được chưa? Vậy bạn xong mình đó chưa? Xong rồi, đúng không? Vậy chúng ta tới đây là cái gì nhỉ? Tên quán ăn. À, tên quán ăn, tên đường. Đúng không? Ồ, dễ quá. Dưới đây chỉ là tag view thôi. À, đây sẽ là tag view. Wrap content. Đúng không nào? À, đây sẽ là mình sẽ định ha. Vì cái mẫu này nó chắc chắn nó sẽ có rỗng cho nên đây mình sẽ đặt gán tỉnh cho nó. À, ví dụ đây là Google How đi. Được chưa? Mình gán để mình canh nấy thôi. Rồi. Ở dưới đây sẽ là các bạn. À, một cái tag view nữa là cái gì? Cái địa chỉ đúng không? Ví dụ như địa chỉ là 123 cái gì đó đúng không? Đường gì đó. À. Rồi. Mình để ra để cho mình biết thôi, đúng không? Rồi còn gì nữa nhỉ? Không đúng không? Vậy là chữ đây chúng ta sẽ là màu đỏ ha, à, stack color. A cộng color. Chúng ta sẽ là colorimeridat đó ha. A cộng color cyan color black. Qua cái màu coi cho nhanh. Đây, rimeridat. Được chưa? Rồi, nhưng cái chữ này đặc biệt cái là nó phải canh bự hơn. Vậy đây sẽ là text size. Chúng ta sẽ là 20 SB. À, rồi, Android 2.stack. À, tag gì các bạn nhỉ? Stack style đúng không? Là spawn để cho nên đậm lên. Rồi, sau đó các bạn canh bedin ra. À, cái bedin cả 10 dB. Đúng không? 10 dB nhưng nó hơi sâu thì phải, các bạn cho canh 5 thôi. 5 dB thôi. Cái 10 dB nó hơi sâu các bạn. Đó, được chưa? 5 dB. À, thì tương tự như vậy thằng tag view dưới nó cũng y chang. À, vậy các bạn có tên đường chưa? Đây. À, nhưng mà các bạn thấy là tên đường với thằng này nó hơi khít lên nhau, đúng không? Vậy mình để dễ quản lý hơn, các bạn có thể cho nó là một cái linear lao cũng được. Hoặc là các bạn không cho linear lao thì các bạn định đây là padding, thằng này sẽ là padding top, padding left. À, chứ bạn không định padding button. Vậy đây các bạn padding top nè, là 5 dB. Sau đó là padding left nè, là 5 dB. À, vì mình không muốn tạo thêm một cái linear lao, được chưa? Vậy thằng này mình chỉ canh padding left thôi, mình không canh padding top. Thì lúc này các bạn thấy là hai này nó sẽ xịt lên nhau. Đỡ bạn ha, đó nó sẽ xịt lên nhau giống như này không? Giống đúng không? Nhưng mà 5 dB á, left 5 dB thì nó hơi nhỏ, vậy canh 10 dB. Được chưa? Đó, vậy các bạn đã xong cái phần Google How chưa? Xong rồi, đúng không các bạn? Vậy bây giờ phần dưới nó chỉ còn là cái lượt ảnh thích là các bạn bao nhiêu ha, rồi cái lượt bình luận.
Được chưa? Vậy bạn thấy là khá là đơn giản. Thì đó là công việc bài sau chúng ta sẽ làm, và chúng ta load cái dữ liệu lên. Vậy bài ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái việc layout ở đây. Chưa nhỉ? Còn các bạn, mình thiếu rồi. Còn nó sẽ có một cái phần nữa. Đó chính là nó sẽ có một cái view rộng, cái là có một cái phần gạch ngang đây các bạn. Gạch ngang ở đây, gạch ngang ở đây, vậy nó sẽ có một cái view rộng ở đây. Chiều rộng là mét, chiều cao mình cho chỉ là 1 dB. Được chưa? Nó sẽ có một cái view rộng này. Để làm cái phần gạch ngang á. Xuyệt. Rồi. Chiều rộng, chiều cao là 1 dB thì mình sẽ định cái màu cho nó là màu ray ha. Android 2. Background color là A cộng color ray. Màu ray bên color chúng ta là màu gì nhỉ? Background trang chủ ha. Chúng ta lấy lại chúng ta xài. Được chưa? Rồi để coi có không? Đây có rồi các bạn, thấy không? Rồi, vậy thằng này mình sẽ canh bedding top cho nó, hay là canh margin top cũng được, canh margin top cho nó khoảng là 10 dB cho nó thảy xuống. Rồi, sau đó là đây mình sẽ có một cái linear layout. Thì cái linear layout này nó sẽ chứa cái phần bình luận và nó sẽ nằm ở dạng là horizontal. Đây là wrap content, đây là linear layout dạng horizontal. Orientation. Thì ở đây nó sẽ chứa các text view các bạn. Thì các text view này nó sẽ tương ứng với lại là có bao nhiêu bình luận, có bao nhiêu hình ảnh, có bao nhiêu cái check in và có bao nhiêu cái lưu lại. Vậy các bạn thấy là lúc này á, đâu rồi? Đây là nó giống như vậy nè, 100 mấy cái bình luận, mình thiếu cái phần này, 100 mấy cái bình luận, đúng không? 200 mấy cái hình ảnh, 700 mấy cái check in, mấy trăm mấy đó cái lượt thích, đúng không các bạn? Nhưng bây giờ các bạn thấy là gì? Những cái số 106, 122, 74, 300 mấy nè. Những cái này liên quan, các bạn phải thay đổi được, đúng không? Vậy các bạn thấy là đây phải là một cái text view chứ không phải là một cái tấm hình được, đúng không? Cái này các bạn thay đổi mà. Vậy các bạn đừng cứ ngộ nhận, các bạn thấy ở đây mới nằm như vậy, các bạn cho là tấm hình là sai ha. Mà nó phải là một cái linear layout. Chiều rộng wrap content, chiều cao cũng là wrap content. Và cái linear layout này nó phải nằm dạng là vertical. Orientation vertical. Được chưa? Rồi, thì lúc này trong cái linear layout thì các bạn mới có hai cái text. Cái text đầu tiên của các bạn chính là gì? Chính là cái phần là bao nhiêu đó. Ví dụ như là 120 mấy cái bình luận. Được chưa? Và cái này phải in đậm lên. 2. Android text type là poll. Được chưa? Đây nó sẽ là như vậy. Được chưa? 123 cái bình luận gì đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ có một cái text ở dưới. Một cái text ở dưới. Wrap content. Và cái text này các bạn sẽ là cho nhỏ hơn text trên một chữ dưới. Thì đây sẽ là, và cái chữ là chữ tỉnh đó chứ, đúng không? Vậy mình sẽ copy. Đây sẽ là hình ảnh, bao nhiêu cái hình ảnh, đúng không? Mình sẽ copy cái text của thằng này đi. Đây. Xin lỗi bạn, đây mới đúng. Đúng không bạn? Bao nhiêu cái hình ảnh. Rồi, chắc chắn mấy layout con ở trong phải canh giữa. Vậy mình sẽ định gravity cho nó là center. Cho layout con ở trong canh giữa ra là xong. Đó, vậy thằng này mình sẽ chiếm cái layout. Bởi vì mấy thằng này chiếm các phần bằng nhau, cho nên này layout nó phải có. Rồi, sau đó mình tương tự, mình sẽ cho 5 thằng này. 5 thằng này tương tự với lại là tải ảnh nè, check in nè, rồi bình luận nè, đúng không? Rồi tới markbox nè. Lưu lại rồi tới chia sẻ. Rồi các bạn sửa lại từng cái một, qua đây sửa đi, click vào trong cái tải ảnh thì các bạn sửa lại cái chữ tải ảnh. Thì ở đây sẽ là về đây, đây sẽ là check in. Rồi ở đây thằng này sẽ là bình luận bình luận. Rồi thằng này nó sẽ là lưu lại nó sẽ là chữ lưu lại. Rồi, cuối cùng nó sẽ là chữ chia sẻ. Được chưa? Được rồi đó các bạn. Và lúc này các bạn thấy là cái layout này nó sẽ canh thằng trên một tí. Vậy mình sẽ canh margin top cho nó khoảng là 5 dB thôi, không có canh nhiều. Rồi, xong sau đó nó sẽ có một cái gạch ngang ở dưới, đúng không? Kết thúc nó sẽ là có một cái gạch ngang. Đó, được chưa các bạn? Các bạn thấy như vậy đã được chưa? Được rồi, đúng không? Đây. Như vậy các bạn đã xong cái phần đó rồi đó. Đâu có bao nhiêu lượt chia sẻ đúng không? Quên nhờ.
các bạn chỉ có là tới lượt lưu bao nhiêu lần lưu lại thôi, chứ đâu có đếm là bao nhiêu lần chia sẻ đâu. À, đó, thì như vậy đã, các bạn đã xong rồi. À, còn phần giờ mở cửa, giờ đóng cửa thì chúng ta sẽ thiết kế sau. Chẳng qua là chúng ta chỉ có một cái test view thôi, thì bài sau chúng ta làm cái việc đó. Như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta đã thiết kế xong cái giao diện này rồi và mình đã chỉ các bạn thủ thuật sử dụng Inlux Layout, đúng không nào? À, thì qua bài hôm sau chúng ta sẽ xử lý cái việc này, chúng ta sẽ load cái dữ liệu lên, rồi sau đó chúng ta sẽ làm tương tự cho các phần khác, được chưa nào? Rồi, xin chào và lại các bạn.